Hôm nay chúng ta bắt tay vào làm quen cái chương trình Photoshop, là chương trình đầu tiên ở trong chương trình của chúng ta. Là tất cả những cái vấn đề gì mà liên quan tới xử lý ảnh thì chúng ta sẽ làm việc với cái chương trình Photoshop này. Nó có thể giúp các bạn là những cái vấn đề về xử lý ảnh đơn thuần, ví dụ như là các bạn làm việc ở ở studio chụp ảnh này, hay là ở mini lab này, dự ảnh này, rồi các bạn có thể làm việc ở các cái đơn vị thiết kế quảng cáo, thiết kế in ấn, hoặc là nhà xuất bản, hoặc là các bạn có thể là làm rất là nhiều công việc khác mà liên quan tới ảnh, không nhất thiết là nó phải nằm ở trong cái chương trình hoặc là những cái công việc mà liên quan tới 2D. Tuy nhiên cái này nó là cái phần mà nó nền tảng nhất đấy. Hầu như cái gì mà dính dáng đến thiết kế ít nhiều cũng đều dính dáng tới ảnh cả, cho nên đây sẽ là cái phần mà chúng ta sẽ làm quen đầu tiên. Thế thì hiện tại thì Photoshop thì chúng ta đang có phiên bản mới nhất là phiên bản CC, và chúng ta sẽ làm việc ở trên phiên bản đó. Thực ra thì tính từ phiên bản Photoshop 6.0 thì những cái thứ gọi là quan trọng nhất hoặc là cơ bản nhất của Photoshop thì tôi đánh giá là nó đã coi như hình thành, đã xong đấy. Còn các phiên bản về sau thì mỗi phiên bản nó đều có một chút cải tiến nào đó, nó đem lại tiện ích tốt hơn, nó đem lại cái thao tác nhanh hơn. Tuy nhiên là những cái gì mà căn bản nhất thì nó, tôi đánh giá là nó đã được xây dựng xong từ phiên bản 6 đấy, và càng ngày các phiên bản sau thì nó sẽ càng giúp các bạn làm việc tốt hơn, tiện, thuận tiện hơn. Thế thì bây giờ trước hết là chúng ta sẽ làm việc với lại giao diện. Thì trên màn hình các bạn đang nhìn thấy là giao diện cái phiên bản Photoshop CC. Đầu tiên thì phía trên này nó sẽ là thanh menu đấy, nơi mà chúng ta sẽ gọi tất cả các lệnh khi mà chúng ta chỉnh sửa, xử lý sâu vào trong ảnh. Bên dưới nó thì là một cái thanh được gọi là thanh option. Thanh này là một thanh tùy biến, nó sẽ có hình dạng hoặc là các công cụ hoặc các biểu tượng ở trên đó thay đổi liên tục tùy vào việc là các bạn chọn công cụ nào để làm việc, hoặc là các bạn thao tác với lại cái đối tượng như nào, thì nó sẽ hiện ra những cái biểu tượng khác nhau cho phù hợp với lại công việc mà nó nghĩ rằng các bạn sẽ làm với công cụ đó. Đây các bạn thấy là ví dụ hiện tại đang giao diện như này, nhưng tôi chuyển sang một công cụ khác, tôi chuyển sang một công cụ khác, thì mỗi một lần chuyển công cụ như thế thì những option nó sẽ thay đổi. Đây là cái mà chúng ta sẽ thao tác cực kỳ nhiều trong cái quá trình làm việc của Photoshop, bất kể là các bạn làm với mục tiêu gì. Ở phía bên tay trái thì là hộp công cụ, nơi chứa các công cụ mà các bạn sẽ sử dụng trong quá trình làm việc. Hộp công cụ thì nó có đặc điểm là phía trên là các công cụ, phía dưới là các hộp màu, và dưới nữa thì là các cái chế độ hiển thị đấy. Và chúng ta có thể là trình bày nó theo hai cách, một là hàng đôi như thế này hoặc là hàng đơn. Để chuyển đổi thì các bạn bấm vào cái mũi tên ở góc ở trên đỉnh hộp này, nó có thể thu lại thành một thanh như thế này, hoặc là nó xếp thành hàng đôi. Một thanh thì nó sẽ chiếm ít chỗ hơn, do đó thì các bạn sẽ có nhiều cái không gian để làm việc bên trong. Tuy nhiên hàng đôi như thế này thì nó giúp các bạn chọn công cụ một cách nhanh hơn, không phải di chuyển quá nhiều xuống bên phía dưới. Thế còn phía bên tay phải thì là một cái hệ thống nó gọi là Docker, là nơi mà nó sẽ chứa các cái panel mà cung cấp cho các bạn những cái lệnh mà chỉnh sửa sâu nhất trong mỗi công cụ hoặc là mỗi thao tác. Để mà mở ra thì các bạn có thể là bấm phím mũi tên ở đây, nó cũng sẽ mở rộng ra giống như là chúng ta làm việc với hộp công cụ. Và các bạn làm việc với cái panel nào thì các bạn nhấp vào cái panel đó, nó có cái bảng tên ở đây, các bạn nhấp vào cái tên nào thì nó sẽ mở cái đó ra. Chúng ta cũng có thể là để thành một cụm. Thường thường thì Photoshop nó cung cấp cho các bạn một cụm thao tác, ví dụ như là layer này, channel này, hay là path, là những thứ mà chúng ta sẽ làm việc hay đi với nhau thì nó xếp vào một nhóm đấy. Và các bạn muốn chuyển từ cái nọ sang cái kia thì các bạn chỉ việc nhấp đúng vào cái tab tên của nó. Thế còn thu lại thì các bạn có thể thu theo cách như thế này, nhấp đúp vào cái thẻ tên thì nó sẽ rút gọn lại,
nó chỉ còn nhìn thấy cái thẻ thôi, nó nhường chỗ lại cho những cái panel khác mở rộng ra để cho chúng ta có thể thao tác với lại các cái yêu cầu khác nhau. Và các bạn có thể xếp nhiều hàng ví dụ như thế này đó. Các bạn cũng có thể lôi một cái nào đó ra ngoài để trở thành một cái panel, nó gọi là dạng flyer panel trôi nổi, và muốn ghép vào thì các bạn cũng có thể là kéo thả vào đây. Nếu mà đặt ở chỗ nào mà thấy cái dải xanh này mở ra, có nghĩa là nó bám thành hàng như thế này. Nếu mà các bạn đặt nó vào ở đây thì nó sẽ nối hàng dài đấy. Thế còn ngoài ra thì các bạn để ý là ở góc này nó có thêm một cái cửa sổ sổ nhỏ xuống thế này, và các bạn mở ra các bạn sẽ nhìn thấy có một số các cái lựa chọn. Thì cái này nó là cái giao diện làm việc, như tôi đã trao đổi với các bạn lúc đầu, đó là Photoshop nó là một cái chương trình đa năng, nó sẽ giúp chúng ta là giải quyết rất nhiều công việc khác nhau. Và ở đây thì chương trình nó thiết lập sẵn cho chúng ta một số các cái trình bày phù hợp với lại từng cái kiểu công việc một. Ở đây các bạn nhìn thấy là mặc định của nó sẽ là cái chế độ là Essential, thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái cách trình bày làm sao mà đáp ứng được nhiều công việc khác nhau nhất. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đi vào một cái công việc mà chuyên môn sâu một chút, đúng không? Ví dụ là motion này, làm cái gì liên quan đến chuyển động này, painting này, nếu như chúng ta vẽ ở trên máy tính này, photography này, nếu như các bạn là chuyên chỉnh sửa ảnh này, hoặc là typography chẳng hạn, những cái thiết kế mà chuyên về chữ, thì cứ mỗi một cái như thế này chúng ta chọn thì nó sẽ mở ra một số các hệ thống panel khác nhau. Mỗi một hệ thống này thì nó lại hỗ trợ tốt nhất cho cái công việc mà chúng ta chọn đấy. Thế và tùy thuộc vào công việc mà các bạn sau này sẽ làm thì các bạn nên chọn đúng cái chế độ, thì nó sẽ giúp các bạn là thao tác nhanh hơn, đỡ phải tìm kiếm những cái hộp công cụ hoặc các panel. Thế còn nếu mà các bạn có một cái công việc nào đấy rất là đặc trưng, nó lại không nằm trong cái nhóm này, thì các bạn cũng có thể là gọi các cái panel khác ra, và sau đó thì các bạn chọn cho tôi cái lệnh là New Workspace, các bạn đặt tên cho nó, sau đó thì các bạn lưu lại thì nó sẽ có thêm một cái tên ở trong danh sách, và lúc nào chúng ta làm cái việc đó thì chúng ta có thể mở nó ra. Còn không thích nữa thì các bạn có thể chọn cái Delete Workspace này và các bạn xóa cái giao diện mà các bạn vừa vừa ghi đấy. Thế còn Reset thì để cho các bạn có thể là quay trở về cái gốc của chương trình. Thì đấy là một vài cái mà chúng ta quan sát một chút để chúng ta biết được cái cách làm việc. Thế còn bây giờ chúng ta quay trở về cái Essential là cái cơ bản lúc đầu của Photoshop. Thế thì đấy là cái đầu tiên giới thiệu với nhau về giao diện của chương trình.